ơi. Ê, mày rủ tao đi tranh quái mà giờ mày còn ở đây mày. Trời ơi, cái thằng này ngáo thật chứ. Bây giờ ai mà tranh quái nữa, người ta đi phụ bản tổ đội hết rồi. Ở lại tranh quái nha, ở lại tranh quái nha. Thằng này nó nói gì hả ta? Phụ bản tổ đội bình thường mà trời. Ủa, lời mời gì mà tới tấp giữa ta? Thử tham gia thử anh em có trầm trồ không? Đù, mình đi rớt chỗ nào đi trời? Đi tổ đội mà như đi sen xeo ấy. Có khi nào mình bị lừa không ta? Ê, nhóc, muốn vô tổ đội thì phải xếp hàng chứ. Mày định giành slot tao hả? Đứng vô đây lẹ nè mày, vô đây. Bình tĩnh nha ông anh. Cuộc đời thật lắm bất ngờ, thiên ma tổ đội có liên server. Chỉ cần một tinh thần đoàn kết, còn ba người anh em tốt là có thể cùng nhau lập tổ đội trên được các trang bị hiếm có khó tìm. Phụ bàn tổ đội sang chiều nha, chưa được qua ăn sẽ bị chê. Nhưng đừng lo, thiên ma quyết 50 lần mới hết lượt ma. Lượt đầu tiên rơi đồ ngon, trang bị nâng cấp sẽ được chọn. Phụ bàn tổ đội nhiều người sang đó. Phụ bàn tổ đội sang chiều nha, chưa được qua ăn sẽ bị chê. Nhưng đừng lo, thiên ma quyết 50 lần mới hết lượt ma. Lượt đầu tiên rơi đồ ngon, trang bị nâng cấp sẽ được chọn. Phụ bàn tổ đội nhiều người sang đó. Phụ bản tổ đội, cày hội liên server, tải ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Thiên Ma Quyết VTC.